Để mà có thể hack được cái bài thi này ấy, thì đầu tiên là cậu ấn F12 trên bàn phím hoặc là ấn vào cái dấu ba chấm trên này, chọn vào công cụ khác, chọn vào công cụ nhà phát triển F12 hoặc là Ctrl Shift Y nhé. Sau khi ấn vào xong nó sẽ ra giao diện như này, thì cậu chọn vào nguồn này, chọn vào trong mình module, cậu chọn tiếp vào cái này, chọn tiếp vào Map Play. Sau khi vào đây rồi ấy, thì giờ mình sẽ đi chỉnh sửa cái file này. Ở trong cái file này sẽ chứa một số các cái thông tin để check đáp án. Thì ấn Ctrl F trên bàn phím, Ctrl F để có thể tìm kiếm. Tìm kiếm một cụm từ là run now.check. Đó. Thì ở đây hiện tại là trong cái file này đang có ba cái biến là run now.check. Đây là biến thứ ba này, ấn mũi tên đi lên để có thể xem hai cái biến còn lại. Đây. Cái này thì sửa hết toàn bộ cái run now.check này của mình thành số 1. Đó. Cái biến này là cái biến mà để check đáp án cho mình, thì mình sửa nó vậy thì nó sẽ không có công cụ để check đáp án nữa. Có hai cái đầu này là quan trọng thôi nhé, còn cái thứ ba này thì không quan trọng, không quan tâm. Rồi, thì sau khi mà sửa hai cái biến trên này rồi ấy, thành số 1 rồi, sửa hai biến thành số 1 rồi, thì bây giờ cần phải lưu cái file này vào. Lưu vào thì ấn Ctrl S. Sau khi lưu xong thấy tự dưng xuất hiện thêm một cái biểu tượng dấu chấm than đây, nó cảnh báo là cái file này lưu chỉ lưu ở trên cái file hiện tại thôi chứ không lưu trên file hệ thống. Sau khi lưu xong rồi thì tắt nó đi, chọn bừa đáp án, ấn nộp bài, nó sẽ luôn đúng, đáp án nào cũng luôn đúng. Rồi, ok.